tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Thẩm Mỹ Quốc tế Bali rất là vui khi mà lại được có xin được một cái feedback của một chị khách hàng đang làm trẻ hóa da thơm mát, đó chính là chị Thư đến từ Hải Phòng. Và trong khi chị Thư đang làm, chúng tôi xin phép được chia sẻ cái hình ảnh trước đây của chị Thư cũng như là để cho quý khách hàng nắm rõ hơn cái tình trạng da của chị Thư trước đây nhá. Xin được chia sẻ với tất cả mọi người, đây là chị Thư trước khi mà đến với Thẩm Mỹ Quốc tế Bali này. Thì như các bạn có thể thấy nhá, làn da của chị Thư thì bị lão hóa rất là sâu. Đó, như cái phần nếp rãnh nhăn này rất là sâu này, và cái phần bọng mắt, đôi mắt làm cho chị Thư già đi khá là nhiều. Làn da thì cũng có rất nhiều khuyết điểm cũng như không đều màu nhá. Các bạn có thể nhìn thấy này, cái phần da của chị Thư thì khá là chảy, làm cho cái phần hàng của chị bị bạch ra, khiến cho khuôn mặt không cân đối và thiếu đi cái sự thanh thoát. Khi mà chị Thư đến với Thẩm Mỹ Quốc tế Bali thì chị Thư có chia sẻ rằng là chị Thư đã đến Bali để làm trẻ hóa với cả chúng tôi trước đây vài năm rồi, và cái hiệu quả rất là tốt. Bởi vì trước đây khi mà làm cái làn da của chị Thư còn có cái dấu hiệu mà lão hóa từ rất sớm cơ, từ hồi mà chị mà vẫn còn đang đi học thì đã xuất hiện những cái vết chân chim rồi. Sau khi trải qua rất nhiều các cái phương pháp thì chị Thư đã tìm được đến Bali và có cho mình được một cái phác đồ điều trị thật là phù hợp. Thì chúng ta hãy cùng tiến vào sâu bên trong một chút để có thể hiểu rõ hơn về cái tình trạng lão hóa da chị Thư, cũng như là được nghe chị Thư chia sẻ về cái phương pháp làm đẹp này tại Bali nhá. Em là chị Thư ạ. Chào em. Chị ơi, thì em rất là vui khi mà một lần nữa được nhìn thấy chị Thư. Trước đây 2 năm thì chị Thư đã từng đến bên đây để làm đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Hai năm chị đến đây làm một lần rồi. Thì hồi đấy làm xong ấy thì bác sĩ bảo là bản thân chị đã ưng lắm rồi ấy. Bác sĩ bảo là đây là mới làm thôi chị ạ, mới được 30% thôi, còn về nhà nó còn tăng sinh trong vài tháng nữa, da nó còn đẹp hơn nhiều. Thì chị cũng hỏi qua bác sĩ rằng là thì nếu như thế thì để được mỗi lần chăm sóc như thế này, trị liệu như thế này thì để được bao nhiêu lâu. Bác sĩ cũng nói là để được tầm hơn 1 năm 2 năm, thì cũng phải hơn 2 năm rồi đấy, phải hơn 2 năm một chút xíu chị mới quay lại lần này, chị quay lại đây để làm tiếp. Chị còn đi học thì đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn ở đôi mắt đúng không chị Thư? Đúng rồi ạ. Đó, thế trước đây 2 năm mà khi mà chị làm là chị đã cảm thấy rất là hài lòng. Vâng, thì ngày hôm nay chị quay lại thì bọn em rất là vui. Trước đây thì chị làm công nghệ trẻ hóa cũ, đó là thuốc CBT. Còn lần này thì chị đã làm công nghệ trẻ hóa mới hơn, mắt của thơm mát nhưng mà cũng là nó là dòng cao cấp hơn và là cái dòng đẹp thì mới có thơm mát. Chị cũng thấy bác sĩ tư vấn chị như thế mà. Vâng ạ, qua đó thì bác sĩ có thể phân tích qua về cái công nghệ mới này. Cảm thấy đau không? Không, đau đúng không? Chị không thể đau thôi. Rất là bình thường. Nói chung là lúc đầu là hơi kiến cắn một tí thôi. Sau một thời gian đấy, có thể là chưa quen ấy. Một lúc thì nó không có cảm giác gì luôn ấy. Tóm lại là mọi người chịu được. Tại vì chị biết sao không? Tại vì cái đầu tiếp ạ, thì bây giờ nó đã làm cái tiết diện lớn hơn rồi, nó tác động sâu hơn vào bề mặt của chị. Mà nó lại kết hợp với cả cái công nghệ làm cho chị cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn, không hề đau. Và như tất cả quý vị khách hàng được theo dõi một chút nhá, thì đây là cái đầu tiếp thơm mát mới ạ, nguyên tem nguyên kiện này. Khi mà chị Thư đến thì chị Thư cũng đã được kiểm tra và check cái đầu tiếp này đúng không chị Thư? Đúng em ạ. Đó, đây nhá, cho các bạn xem lại một lần nữa này. Đây là đầu tiếp thơm mát SLX 4.1 với công nghệ hoàn toàn mới này. Đó, hiệu quả sâu hơn, tác động mạnh hơn nhưng mà lại không hề khiến cho khách hàng cảm thấy đau rát hay là khó chịu gì cả. Đây là một cái công nghệ rất là mới cũng như là hiện đại. Và xin tiếp tục để chị Thư được điều trị cũng như là được tận hưởng cái làn da đẹp của mình. Và một lúc nữa thôi thì em xin chị Thư một chút cái feedback của mình sau khi làm chị Thư nhá. Đó ạ, và nếu như tất cả các bạn có băn khoăn thắc mắc gì cũng như là muốn tận hưởng cho mình cái làn da thật đẹp với
với công nghệ trẻ hóa Thomas SLX 4.1 của chị Thư thì hãy gọi điện ngay tới số hotline của chúng tôi là 0386 463 463 để tư vấn trực tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin